Vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay ngày 20 tháng 7 2019 là thứ bảy, thì chúng tôi lại có mặt ở đây, ở ngay một cái khu công viên ở trung tâm Berlin. Và sau lưng tôi đây các bạn cũng nhìn thấy, đây là cái tượng đài của ông Karl Marx và ông Engels, là hai cái người mà hiện nay vẫn được ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rất là hoan nghênh và rất là yêu quý. Và hai ông này, đây là tôi cũng đã tìm hiểu, thì hai vị này là hai triết gia của Đức, tức là họ là sinh ra ở Đức và họ đã viết lên những cái về mặt chính trị, họ là viết lên cái vấn đề về triết học để xây dựng cái chủ nghĩa cộng sản, và điều đó đã đem lại rất nhiều hậu quả trong cái thời gian trong những cái thế kỷ vừa qua, và hàng chục triệu, thậm chí đến hàng trăm triệu người đã phải chết bởi vì cái chủ nghĩa đó. Nhưng tuy nhiên nước Đức là một nhà nước dân chủ và tự do, cho nên họ vẫn để lại những cái tượng đài còn lại của thời Cộng hòa Dân chủ Đức, họ vẫn dựng ở đây để kỷ niệm lại cái thể chế và kỷ niệm lại cái người đã viết và khởi nguồn ra cái chủ nghĩa cộng sản, đem đến rất nhiều tai họa cho thế giới. Và như các bạn đã biết, nước Đức vào năm 1989 đã thống nhất hai nước, tức là đã bắt đầu bức tường Berlin đã sụp đổ và sau đó nước Đức đã được thống nhất. Và hiện nay thì nước Đức với vai trò hàng đầu của châu Âu thì luôn luôn coi trọng cái thể chế dân chủ với nhiều đảng phái cùng tham gia, và trong đó đảng Cộng sản, nếu họ có đủ phiếu thì họ cũng có thể tham gia vào quốc hội. Tuy nhiên thì đảng Cộng sản của Đức đã từ lâu gần như không còn tồn tại ở đây nữa, bởi vì sau khi nước Đức thống nhất thì hàng triệu đảng viên của nước Cộng hòa Dân chủ Đức cũ đã rời bỏ đảng Cộng sản và họ chuyển sang sinh hoạt ở những cái đảng khác nhân văn hơn, hoặc là họ không sinh hoạt nữa. Thì đấy là cái thông tin mà chúng tôi cung cấp ngày hôm nay. Và sở dĩ chương trình này chúng tôi mời các bạn đến đây bởi vì ngày hôm nay cũng có một cái thông tin rất mới từ trong nước, đó là việc ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vội vàng cho công bố tăng cường sức đề kháng trước sự chống phá xuyên tạc của thế lực thù địch. Đấy, thế bây giờ cái thế lực thù địch là ai? Thì cái đó thì các bạn cũng đã tự tìm hiểu ở trong nước, và họ coi rằng những cái người mà phản biện lại cái đường lối của chủ nghĩa cộng sản, phản biện lại những cái đường lối mà ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đưa ra và cái đảng Cộng sản của ông ta đưa ra, thì đấy là những cái người mà thuộc thế lực thù địch. Nhưng mà gần đây nhất thì chúng ta cũng đã nhận thấy rằng ông Võ Văn Thưởng là trưởng ban tuyên giáo Trung ương, là ủy viên Bộ Chính trị, cũng đã nói rằng ngay bản thân cái người tức là thế lực thù địch đó, những cái người mà tự diễn biến tự chuyển hóa đó đã nằm trong nội bộ đảng rất nhiều, và không chỉ những cái cán bộ cấp thấp mà ngay cả những cán bộ cấp cao ở đảng Cộng sản của đảng Cộng sản họ cũng đã tự diễn biến và tự chuyển hóa. Bởi vì một cái điều rất đơn giản là khi thế giới đã hội nhập với quốc tế và dần dần kết nối với quốc tế thông qua những cái phương tiện truyền thông như các bạn đang thấy trực tiếp ở đây khi chúng tôi phát hình trực tiếp, đó là qua Internet, qua mạng xã hội và qua những cái cuộc thăm hỏi hoặc du lịch của những cái người con của những cái vị lãnh đạo này, khi họ ra nước ngoài học tập, họ về nước thì họ nói lại những điều đó với cha của họ là những cái người lãnh đạo hiện nay, để biết rằng là chủ nghĩa tư bản ở nước ngoài rất tự do, rất dân chủ, và bất cứ đảng phái nào cũng có thể tham gia vào cái quá trình điều hành đất nước nếu được những cái cử tri bỏ phiếu bầu và thông qua cái việc mà họ chính thức, như ở Đức thì là trên 5% được phiếu bầu thì sẽ được vào hoạt động vào trong quốc hội và nhận được những cái ghế ở trong đó và để đại diện cho tiếng nói của người dân. Tuy nhiên cũng đã từ lâu lắm rồi, từ sau khi nước Đức thống nhất thì đảng Cộng sản không còn có vai trò gì nữa ở đây và họ không bao giờ được vào trong quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức nữa, và chính vì vậy mà chúng ta đã không thấy những cái hoạt động của đảng Cộng sản cũng như là những cái quảng cáo của đảng Cộng sản ở đây nữa, mà hiện nay chỉ còn thấy những cái hình ảnh như các bạn thấy ở đây là hình ảnh của những cái bức tượng của ông Karl Marx và Engels vẫn ngồi đây, và có lẽ ông ta sẽ tiếp tục ngồi đây hàng trăm năm nữa để cho người ta chiêm ngưỡng. Nhưng cái điều mà ông ngồi đây thì không phải là cái điều tốt đẹp gì, bởi vì phía sau lưng các bạn thấy là những cái phù điêu bằng đá màu trắng kia, thì đấy, lát nữa tôi sẽ đưa các bạn đến gần hơn thì các bạn sẽ thấy đấy là biểu tượng của những cái tội ác của đảng của chủ nghĩa cộng sản đem lại, tức là cái điều mà do hai ông này viết ra, nhưng mà ý tưởng thì rất tốt nhưng mà thực hiện thì hoàn toàn là không thực tế và đã đem đến cái hậu quả tai hại cho hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu người đã bị mất mạng vì cái chủ nghĩa này. Và đó là cái việc mà người ta bị cấm đoán tự do ngôn luận, tức là không được phép nói những cái điều mà họ muốn và phải lao động khổ cực và không có cái thu nhập để đủ sống, bởi vì họ đã bị bòn rút sức lao động và họ đã bị bóc lột một cách thậm tệ và họ đã bị đánh đập và tra tấn khi mà họ có tiếng nói bất đồng với cả Đảng Cộng sản. Và cái điều đó các bạn thấy rất rõ ở trong nước hiện nay là tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp Việt Nam vào hạng
áp chót về tự do báo chí, tự do biểu đạt. Chính vì vậy mà có hơn 100 blogger và những cái người nhà báo hoặc những người viết phản biện ở Việt Nam đã bị cho vào, đã bị Việt Nam, chính quyền Cộng sản Việt Nam kết tội những cái tội vu vơ để đưa vào tù và nhốt họ, giam giữ họ hàng chục năm và nhiều năm ở trong tù. Và điều đó là hoàn toàn bất công đối với cả những người mà người ta nói lên tiếng nói sự thật như chúng tôi ở đây. Và vâng, một điều nữa mà các bạn có thể nhận thấy là tại sao ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước vội vàng đưa ra cái thông báo là tăng cường sức đề kháng trước sự chống phá xuyên tạc của thế lực thù địch. Mà cái thông báo này được đưa ra ngay lập tức sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam bắt buộc phải công bố về cái việc mà Trung Quốc đã, đây các bạn xem cái công bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Đấy, bắt buộc phải công bố là tới ngày 19 tháng 7 2019 là Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bắt đầu chỉ rõ nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Thì sau khi cái thông báo này của Bộ Ngoại giao được đưa ra thì lập tức là ông Nguyễn Phú Trọng lập tức là có cái sự xuất hiện. Và ông ta tất nhiên ông ta xuất hiện ở trong một cái phạm vi rất là hẹp và chúng ta không thể kiểm chứng được là cái việc xuất hiện đó là có thật hay không, những hình ảnh đó là có thật hay không, hay đây là những hình ảnh cũ hoặc là có thể là những hình ảnh mà đã được làm lại, Photoshop làm lại. Thì cái điều đó thì các bạn làm báo chí trong nước hoặc là những cái người thạo ở trong nước họ sẽ phải tự tìm hiểu, tự biết. Thì đây là cuộc gặp ngày hôm nay của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cả Công đoàn Việt Nam ngày hôm nay ở Phủ Chủ tịch. Đấy. Và trong cái cuộc gặp này thì ông ta cũng đã nói về cái việc là thế lực thù địch đấy, tăng cường. Đấy là ông ta nhấn mạnh cái điều đó. Thế thì tại sao ông ta nhấn mạnh điều đó? Bởi vì tới đây thì các bạn đã biết là Việt Nam đã ký kết với châu Âu và tham gia vào hiệp định thương mại tự do EVFTA đối với châu Âu. Và trong cái hiệp định này thì có rất nhiều những cái công ước quốc tế mà Việt Nam bắt buộc phải thực hiện, và trong đó có công ước về công đoàn, tức là bắt buộc phải có công đoàn độc lập, bắt buộc phải có những cái hội đoàn độc lập và người dân được phép lập những cái hội đoàn đó và công đoàn đó để đấu tranh những cái quyền lợi của người lao động và không thể để bị bóc lột. Bởi vì là không thể để như chủ nghĩa cộng sản ở đây họ đã làm từ trước đến nay, là bóc lột sức lao động của người dân, bóc lột sức lao động của con người và để làm giàu cho một số cái cán bộ lãnh đạo cấp cao mà các bạn cũng đã có thể tự kiểm định được ở trong nước. Vừa qua đã bắt liên tục tất cả các tướng tá rồi là bí thư, chủ tịch rồi và rất nhiều cán bộ cấp cao đã liên tục là bị bắt bởi vì họ đã tham nhũng, họ đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn để ăn cắp tiền của người dân và làm rất nhiều những cái việc mà sai trái và cướp đất của người dân để bán với giá cao hơn và đuổi người dân ra đường. Thì đấy là cái điều mà Việt Nam hiện nay đang gặp phải. Và ông Nguyễn Phú Trọng ông rất lo về cái việc mà người, khi các đảng viên cấp thấp và cấp cao mà người dân họ dần dần hiểu cái sự thật như chúng ta đã thấy trong thời gian vừa qua thì lập tức là họ sẽ không còn tin tưởng vào cái đường lối và cái chủ trương của đảng dẫn dắt nữa, mà họ chỉ tin vào cái bản thân họ thôi, và họ tin vào những cái tổ chức hoặc là những cái thông tin mà họ cảm thấy tin cậy, ví dụ như là những cái thông tin từ những cái đài phát thanh và truyền hình nước ngoài như đài Tiếng nói Hoa Kỳ, đài Á Châu Tự Do FA hoặc là đài FI của Pháp hoặc là đài BBC của Anh, hoặc thậm chí một số cái báo chí của Việt Kiều hoặc là Kiều bào ở nước ngoài độc lập, có tiếng nói độc lập thì họ tin, họ xem. Chứ còn những cái thông tin mà trong nước do ông Võ Văn Thưởng phụ trách với hơn 800 cơ quan báo đài và truyền thông thì không thể, không đáng tin cậy nữa, bởi vì họ chỉ tuyên truyền cho cái chủ nghĩa cộng sản như các vị đã thấy ở đây là những cái người mà đã gây ra cái tội ác cho hàng triệu người, hàng trăm triệu người Việt Nam đã bị chết, người Việt Nam và những người khác trên thế giới, tức là trong đó có người Việt Nam đã bị chết, bị thiệt hại vì cái chủ nghĩa cộng sản đã đem lại. Và ông ta lập tức là đưa cái thông tin đó, mặc dù cái thời gian vừa qua chúng tôi cũng đưa thông tin thêm là ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ, và ông ta đã đột quỵ lần đầu cho nên là cái việc xuất hiện của ông ta trước công chúng trong thời gian vừa qua là rất hạn chế, bởi vì ông ta phải tập đi, tập nói, tập giao tiếp trở lại với cả những cái vụ công việc hàng ngày, sự việc hàng ngày nữa. Vì khi một người già mà trên 75 tuổi rồi mà cái cường độ làm việc thì rất là lớn như ông Nguyễn Phú Trọng thì cái việc mà ông ta bị đột quỵ lần thứ hai là rất dễ xảy ra. Đấy là theo lời một bác sĩ của người Việt Nam ở Đức đã thông báo cho chúng tôi biết. Và khi đột quỵ lần thứ hai rồi thì cái tính mạng của ông ta sẽ không còn được đảm bảo nữa. Và cái điều đó là tạo cái lỗ hổng về quyền lực rất lớn của Việt Nam trong bất kỳ một địa thời điểm nào có thể xảy ra. Đó là khuyết một cái người chân chủ tịch nước, khuyết chân tổng bí thư, và đã tạo ra cái sự xáo trộn và tạo ra cái việc có thể sẽ có những cái tranh giành quyền lực ở trong đảng, trong nội bộ đảng với nhau để có hai cái
để chiếm được hai cái ghế đó, thì đấy là cái điều mà chúng ta cũng phải lường trước. Và ông Nguyễn Phú Trọng cũng sợ rằng là với những cái truyền thông như chúng ta đang xem đây, người dân biết được sự thật, thì người dân cũng sẽ có những cái phản đối càng ngày càng nhiều hơn, và họ comment, họ chia sẻ những bài viết mà họ cho rằng là đúng đắn và cho rằng có sự thật, mà đó là sự thật mà thôi, thì ông ta sẽ mất quyền kiểm soát khi mà với vai trò chủ tịch nước và tổng bí thư. Và đây các bạn thấy, và tất nhiên là với cái đảng cộng sản của ông ta thì cũng có cái vai trò càng ngày càng trở nên mong manh hơn với quốc tế và thế giới, bởi vì là khi mà toàn bộ trên thế giới chỉ còn một số nước dùng chủ nghĩa cộng sản, áp dụng chủ nghĩa cộng sản, còn lại như Trung Quốc, như Bắc Triều Tiên, như Việt Nam và có thể Cuba nữa, thì Venezuela thì có một chút, thì như vậy là cái điều đó là càng ngày cái chủ nghĩa cộng sản, càng ngày những cái nhà nước theo chủ nghĩa cộng sản càng có cái sự co hẹp lại, ít đi, và điều đó sẽ bất lợi, càng ngày càng bất lợi cho cái đảng cộng sản Việt Nam ở trong nước. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nhận ra rằng là phía Mỹ, tổng thống Trump hiện nay đang quyết tâm tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản tại Trung Quốc bằng cái cuộc chiến là cuộc chiến thương mại, và họ luôn luôn tìm mọi cách để làm sao để Trung Quốc không thể lợi dụng cái chủ nghĩa cộng sản và lợi dụng cái độc tài, độc quyền để bóc lột sức lao động hoặc là ăn cắp công nghệ của nước ngoài để đem về làm giàu cho những cái người, cho những cái công ty hoặc là những cái thân hữu ở trong nước ở Trung Quốc nữa, và sau đó lại sang những nước tư bản, sang những nước dân chủ để thôn tính lại họ, thì tất nhiên là họ sẽ tìm mọi cách để họ diệt trừ cái điều đó. Và trong Việt Nam và Trung Quốc là hai nước tương đồng, đều là đang hiện nay đang sử dụng chủ nghĩa cộng sản để thống trị. Chính vì điều đó mà điều nguy hiểm của Việt Nam sắp tới sẽ càng ngày càng mở rộng, và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ càng ngày càng yếu thế, không phải trong nước mà với quốc tế thì cũng càng yếu thế hơn. Vâng, chúng tôi cũng rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và bây giờ chúng tôi xin cầm cái video camera này để chúng tôi tiếp tục soi cho các bạn biết cái thông tin thêm về những cái hình ảnh ở đây. Và ngay ở cái đây, khu vực này thì chúng tôi bắt gặp cả những cái ảnh mà của ông Hồ Chí Minh và một số người khác của Đảng Cộng sản họ đã đưa lên đây để họ thông báo cho quốc tế, để họ làm một cái bằng chứng lịch sử rằng cái tội ác của chủ nghĩa cộng sản như thế nào. Và tôi xin thông tin này. Vâng, đây là cái khu vực mà cái tượng đài của ông Karl Marx và Engels đã được đặt. Thì các bạn có thể soi, tôi soi một chút về cái thông tin xung quanh để các bạn biết. Nó nằm bên một cái dòng sông, và ngay xung quanh đây là những cái công viên xanh rất đẹp. Và những cái cột màu thép kia thì các bạn thấy rất rõ, ở đó họ đưa dán những cái ảnh của một những cái tội ác của chủ nghĩa cộng sản đem lại, họ đưa để người dân cùng biết. Và đây là cái tượng đài của ông Karl Marx và Engels, thì các bạn đã thấy, và phía sau là những cái tượng đài màu bằng đá. Và bây giờ chúng tôi sẽ đưa các bạn đến một cái chỗ mà rất là đặc biệt, đó là cái chỗ mà khi chủ nghĩa cộng sản đã hoạt động và đã có những cái tác động tiêu cực nào tại Việt Nam, thì ở đây là những cái hình ảnh mà chúng tôi chia sẻ tiếp. Và ngay trong cái tấm thép bằng không gỉ này thì các bạn thấy là hình ảnh ông Hồ Chí Minh, tức là đây hình ảnh của biểu tình của trước đây, có lấy hình ảnh ông Hồ Chí Minh ra để ủng hộ Việt Nam trong một thời gian trước đây. Và ở đây họ thấy cũng có hình ảnh ông Hồ Chí Minh đang ngồi trên đây. Các bạn thấy hình ảnh này, cái ảnh này rất là quen thuộc với người Việt Nam đấy, bác vẫn cùng chúng cháu hành quân đấy. Và ảnh của những cái hoạt động của những cái đảng cộng sản tại Việt Nam hoặc là tại một số nước châu Á họ cũng đã đưa vào đây. Và phía sau lưng của cái tượng đài Karl Marx Engels này thì các bạn cũng sẽ thấy là đây, tượng đài Karl Marx Engels rất lớn bằng đồng, và họ thấy để những cái tượng đá, những cái này đây là cái biểu tượng của những cái sự đau khổ mà chủ nghĩa cộng sản đã đem lại cho loài người. Đây là ví dụ, các bạn thấy là những cái người ta đang hình tượng của họ là đang rất là khốn khổ, lao động đến cực nhọc và đến chết để phục vụ cho cái chủ nghĩa cộng sản đó ở trong những cái hợp tác xã và những cái nơi lao động khổ sai khác. Và khi họ gặp phải những cái bức xúc thì họ không dám nói, họ phải bịt mồm lại như thế này, các bạn thấy không? Đây hình ảnh này bịt mồm đây. Đấy. Đây là tượng đài của Đức họ làm nhé. Bịt mồm thế, tức là không được nói. Đấy. Mặc dù là khó khăn, hoặc là có nói thì chỉ được nói thầm thế này thôi, các bạn thấy không? Đây, cái này là rất giống Việt Nam bây giờ, tức là chỉ được nói thầm thế này thôi. Đấy, bởi vì mất không làm gì có tự do ngôn luận, làm gì tự do báo chí, bởi vì như thế thì sẽ gặp rất nguy hiểm, cho nên chỉ là thầm thì với nhau mà thôi. Đấy, đây là cái tội ác của cộng sản. Đây là những hình ảnh mà những cái người lao động khổ sai, các bạn thấy.
rồi bị trói lại, bị bắt lại, bị bắt đánh. Đây, thấy không? Đây, đây là những cái người khổ sai, tức là những người bị tù vì họ nói lên cái ý kiến phản bác lại cái chủ nghĩa cộng sản, và họ đã bắt vào tù, họ phải lao động khổ sai và họ bị đánh đập, bị trói và bị tra tấn như thế này. Đây là những hình ảnh như vậy. Đấy, đây những hình ảnh khác như vậy. Đây. Và tất nhiên là hiện nay thì các bạn cũng đã biết nước Đức là một nhà nước tự do và dân chủ rồi, cho nên là không ai dùng cái chủ nghĩa cộng sản này nữa, mà bây giờ chỉ có những cái người khách du lịch họ đến đây để họ đi tham quan, họ chụp ảnh, các bạn thấy không? Đấy, họ chụp ảnh với cả tượng đài ông Karl Marx và Engels để làm kỷ niệm mà thôi. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Và họ không áp dụng cái đây nữa. Đây, đây là hình ảnh những cái phù điêu mà nói lên cái, đây là phù điêu bên cạnh đây, nói lên cái đau khổ của chủ nghĩa cộng sản đem lại cho cả trẻ em, phụ nữ và trẻ em, các bạn thấy không? Đấy. Đây là những cái hình ảnh mà những cái người dân khắp nơi trên thế giới họ đến, họ tham quan, họ xem và họ tìm hiểu về cái những cái đau khổ mà chủ nghĩa cộng sản đem lại. Đấy. Đây là và người dân Đức thì bây giờ sống rất hòa bình và tự do sau khi chủ nghĩa cộng sản tại Cộng hòa Dân chủ Đức sụp đổ, thì đương nhiên là họ không bao giờ muốn quay lại những cái thời kỳ đó nữa. Đấy, và vâng, chúng tôi vừa tường thuật trực tiếp chương trình ngày hôm nay về cái khu tượng đài của ông Karl Marx và Engels, nơi mà ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tôn thờ. Thì đây là ở Đức và nhiều nước ở châu Âu, họ đã dẹp bỏ và cẩu tất cả những cái tượng Karl Marx, Engels hoặc Lenin đi rồi, và họ chỉ để lại một số cái nơi làm cái di tích lịch sử mà thôi. Và đây là cái nơi du lịch để khách mà người ta đến xem, mà không phải xem cái sự tốt đẹp, mà trong này là xem những cái tội ác của chủ nghĩa cộng sản đã đem lại cho loài người. Và rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và hy vọng rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng và những người lãnh đạo, ông Nguyễn Xuân Phúc và những người lãnh đạo trong nước biết được cái sự thật như thế này, làm sao để đưa đất nước Việt Nam của chúng ta trở nên dân chủ và tự do hơn. Và có như vậy, khi mà chúng ta hùng mạnh, vững mạnh về mặt kinh tế, về mặt chính trị, về mặt văn hóa, và người dân đoàn kết với nhau, thương yêu nhau, và pháp luật được thực thi, thì tham nhũng bị đẩy lùi và bị xóa sổ, thì lúc đó thì Việt Nam chúng ta sẽ tự khắc là tự cường và không còn sợ một người láng giềng lớn bên cạnh nữa là Trung Quốc nữa. Và chào các bạn, và các bạn cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới của tôi. Và các bạn hãy ấn theo dõi của Facebook Thời báo, Facebook của Lê Trung Khoa, cũng như là YouTube của Thời báo để luôn được biết thông tin mới nhất. Và ngoài ra các bạn hãy để lại những câu hỏi mà các bạn quan tâm để chúng tôi tìm hiểu thông tin và tiếp tục cung cấp những cái thông tin sự thật nhất đến với các bạn trong thời gian ngắn nhất. Cảm ơn các bạn và chào các bạn từ Berlin, và chúc các bạn và gia đình một buổi tối thứ bảy hạnh phúc, vui vẻ, và chào thân ái.